Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, hầu khắp cả nước đều chung trạng thái tạnh giáo, nắng ấm trải đều. Chỉ riêng tại khu vực Nam Bộ còn xuất hiện mưa rông rải rác về thời điểm chiều tối nay. Hôm nay và cả ngày mai, hầu khắp miền Bắc vẫn phổ biến là ít mưa, ban ngày trời nắng ấm với mức nhiệt trên toàn khu vực ở mức cao là từ 29 cho tới 32 độ. Sau đó, từ đêm ngày 11 sang ngày 12, một đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh sẽ tràn xuống phía Bắc Bộ và còn tiếp tục gia tăng hơn về cường độ trong những ngày sau đó. Và do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa trên diện rộng, cùng với nền nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển rét và có nơi là rét đậm. Với Trung Bộ, trong ngày hôm nay, thời tiết ở cả 14 tỉnh, thành phố miền Trung đều chung trạng thái là ít mưa, ngày nắng, với mức nhiệt đồng đều trong khoảng là từ 31 cho tới 33 độ, hơi có cảm giác oi nóng nhẹ vào thời điểm trưa chiều. Và dự báo tình trạng nắng giáo ở miền Trung cũng sẽ duy trì đến hết ngày 11, sau đó từ ngày 12 trở đi, khi có tác động của không khí lạnh cường độ mạnh, miền Trung sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng vào những ngày đầu tuần tới. Cùng với mưa, nền nhiệt giảm mạnh, quý vị cần phải hết sức lưu ý. Mưa rông cũng sẽ xuất hiện vào chiều tối nay ở các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, với hoạt động yếu của rãnh xích đạo trục từ 5 cho tới 7 độ vĩ Bắc. Trong cơn mưa thì quý vị cần phải đề phòng xuất hiện dông sét cùng với gió giật mạnh. Còn trong ngày, cả Tây Nguyên cũng như là tại khu vực Nam Bộ đều nắng giáo, với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh vùng cao nguyên là từ 30 cho tới 32 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, mức nhiệt sẽ phổ biến từ 32 cho tới 34 độ. Trên biển thì hiện tượng sương mù nhạy tiếp tục xuất hiện ở khu vực Vịnh Bắc Bộ vào sáng sớm. Các nơi khác của Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa cũng như là Trường Sa thời tiết tốt, gió nhẹ, khoảng ở mức cấp 3, cấp 4 và mưa vài nơi. Bản tin thời tiết sáng ngày 10 tháng 11 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại! Thank you.